Nhà thuốc đông y Khương Trờ thảo dược vùng Tây Bắc. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Trờ. Hôm nay Khương Trờ đi rừng gặp một cây tầm gửi của cây găng các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn tầm gửi cây găng này. Cây găng này bôi xong vắt không cắn, muối không đốt. Đây, cây găng nhé. Đây gọi là cây găng tu hú các bạn. Đây, các bạn nhìn cây găng này. Cây tầm gửi này. Toàn gai các bạn nhé. Cây găng làm cây thuốc mọc hoang ở những nơi đồi ót các bạn ạ. Nó to từ 5 đến 15cm các bạn nhé. Cao từ 5 đến 15m chứ không ít đâu nhé. Gỗ rất cứng. Người ta thường lấy cái thân của nó để ngày xưa làm cán búa các bạn ạ. Cây găng làm cây lá thân cành mọc đối các bạn. Đây. Lá thân cành mọc đối. Nhưng hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái tầm gửi này nhé. Tầm gửi cây găng là một loại tốt nhất. Tốt hơn tầm gửi gạo. Tầm gửi gạo các bạn còn tìm dễ, nhưng tầm gửi găng tôi nói với các bạn hơi khó tìm nhé. Đây, các bạn nhìn này, tìm được cái tầm gửi găng này không phải nói đùa, khó lắm các bạn ạ. Đấy, nó cũng mọc đối, uống vào giải độc. Những phụ nữ vừa mới đẻ xong hoặc là những người bị thận đi giải vàng ấy, viêm tiền liệt tuyến phải uống độc vị cây này các bạn nhé. Nhưng mà rất khó kiếm các bạn ạ. Đây là hôm nay mình lấy luôn. Đấy. Còn thân cây găng, lá cây găng người ta hay giã ra để vắt làm thạch các bạn nhé. Còn thân găng ấy làm thuốc thuốc thận các bạn ạ, lợi tiểu, đáy dắt, đáy buốt. Còn bây giờ mình lấy cái tầm gửi này để về làm thuốc cho những người sau khi sinh ốm đau, bị ho, khát nước, gầy mòn các bạn nhé. Đây. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.